anh đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Việt Khánh đã cho mình mượn nick để có thể trải nghiệm về con hàng Antoine Griezmann. Một con hàng rất mới mẻ ở trong cái pack tuyển Pháp ngày hôm qua đã ra mắt rất nhiều cái pack, và ngày hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm cái pack của Pháp trước anh em nha. Antoine Griezmann 1m76 và 27 tuổi, thuận chân trái. Chỉ số mắc cơ thể đó chính là 105. Style phiên bản này đó chính là Hope Player, đá được rất rộng luôn, tiền đạo SSAMF rồi, tiền đạo chạy hai cánh cũng như là tiền vệ chạy cánh phải nữa. Anh em ép thêm cái LM nữa cũng ngon. Hệ thức tấn công là 89, điều khiển bóng là 97, dê bóng 93, xử lý không gian hẹp là 95, chuyền thấp 86 và chuyền bổng là 82. Nhìn qua thì bộ chỉ số rất đẹp nhá các bạn, dứt điểm cao đấy nhỉ, dứt điểm là 92 luôn. Ngon ngon, đánh đầu 70, sút phạt là 93 và độ xoáy là 95. Quả này cứa lòng ngọt lắm này. Tiếp theo là tốc độ là 84 và tăng tốc là 89 à. Tốc độ thì nói cũng chỉ gọi là ở hàng gọi là ok la. Lực sút là 84, bật nhảy 77 thì đề không cao, thăng bằng 83 và thể lực là 85. Nói chung là đây là bộ chỉ số khá đẹp với một hope player anh em ạ. Khả năng dứt điểm là rất cao đến từ Antoine Griezmann nữa. Được búp thêm 3 điểm về nhận thức tấn công, điều khiển bóng. À mình xin lỗi, nhận thức tấn công này, truyền thấp này, dứt điểm cũng như là cái lực sút. Là 4 chỉ số được búp thêm cộng 3. Skill sẽ có double touch này, Somero này. Dứt điểm tôi có heo chick, sút một chạm, truyền một chạm, chọc khe, tạt xoáy outside color cùng với cả sút penalty. Và bạn chủ ạc có ép thêm được cái cứa lòng xa cũng như là cắt behind turn. Hai skill cũng rất ngon dành cho Antoine Griezmann anh em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận hiếu đầu tiên. Thì đây, ngày cập nhật hôm qua thì Konami cũng cho khá là nhiều cái mới. Cái chuyển cảnh tìm trận thì chúng ta cũng đã được đổi mới rồi. Và một vài cái mới nữa như kiểu là cái phần thông tin của anh em cũng đã được thay đổi một chút. Ok, đã chơi luôn nào. Thì rất nhiều anh em hỏi mình là nên mua cái pack nào, Arcane hay là mua Pháp. Thì cá nhân mình thấy rằng là pack nào cũng ngon. Nhưng mà cá nhân mình thấy về mặt chỉ số thì mình thấy Messi sẽ đẹp hơn. Nhưng mà Antoine Griezmann lại dễ chơi hơn, cho nên là mình lại đổi ý rằng là anh em nên mua pack Pháp hơn anh em nhá. Đấy rồi, Griezmann. Xoay người vào Griezmann, không vào, rất đáng tiếc. Nói chung nói gì thì nói thì cái style hope player cũng như là cái bộ chỉ số của Griezmann thì nói chung là dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn. Và mình thấy Griezmann đá ảo lắm anh em ạ. Hôm qua mình bị handicap, mình đá đến tận 1 giờ sáng, không được. Mà nổi bật vẫn chỉ có Griezmann thôi, còn lại đều là gỗ hết. Điều khiển bóng các thứ của các cầu thủ còn lại là như quẹt hết. Và mình đá cố đến 1 giờ sáng không được anh em ạ. Và sáng nay mình phải trải nghiệm lại và đúng, trời ơi, Griezmann đá hay, thực sự là hay. Đá rất mê với Griezmann. Anh em nên ép thêm một vài những skill nữa để cho nó đầy đủ hơn. Và mình thấy rằng chỉ số chuyền Griezmann khá là ảo đấy anh em nhá. Đấy rồi, hoi luôn vào trong con Antoine Griezmann. Bàn thắng đầu tiên. Quá tuyệt vời. Chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên, Griezmann đây là bàn thắng dễ thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được cái khả năng di chuyển của Antoine Griezmann, xâm nhập vòng cấm tốt. Và Højlund đã có một đường truyền rất hay cho Griezmann, đặt vào một vị trí phải ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên rất đơn giản. Đấy, cái khả năng di chuyển là cái điểm mạnh của Griezmann, cũng như là khả năng truyền như mình vừa nói là khá là ảo anh em ạ. Chỉ số truyền chỉ là 86, truyền thấp 86 thôi, nhưng mà mình thấy rằng truyền nhiều pha bóng, truyền hay thực sự luôn. Thực sự là hay. Nói chung là đây là một con hàng ngon với cái giá 1.500 coin. Mình thấy như vậy là ngon anh em ạ. Chúng ta có một cầu thủ big time, chỉ số mắc là 105. Chúng ta có huấn luyện viên Deschamps búp cái khả năng long ball counter lên là 88. Thực sự quá ngon ở cái long ball counter, khi mà trước đó anh em lại sử dụng rất nhiều tên hát và rất thích cái style đó. Và bây giờ chúng ta có Deschamps, quá rẻ, quá ngon. Và những cái cầu thủ khác chúng ta có thể cho vào đội nữa, cũng ngon luôn. Nói chung đây là một cái giá thơm rồi. Hơn là anh em thử chi ra 1.000 coin cho một cái bốc quay random 10 lần xem anh em có nghĩ anh em sẽ ra không. Nếu mà có thì thực sự anh em may mắn, còn nhiều anh em sẽ không ra đâu. Và chúng ta bỏ thêm 500 coin ra mua huấn luyện viên nữa. Như vậy thực sự rằng mình thấy rất lỗ. Như này mới là ngon anh em ạ. 1.500 coin cho một huấn luyện viên style là long ball counter 88 cũng như là 11 cầu thủ với một big time chỉ số mắc là 105. Ngon đấy anh em ơi. Ngon. Và anh em lại còn được cho Konami cho khá là nhiều free coin nữa, cho nên là cũng không quá mắc đâu anh em ạ. Mình nghĩ là anh em nào cày chay vẫn chơi được. Và đây là cái cập nhật đổi mới ngày hôm qua của Konami về cái phạt góc. Mình vẫn chưa hiểu nhiều cho lắm, có lẽ mình phải tìm hiểu thêm.
Và sau bàn thắng của Antoine Griezmann thì đến thời điểm này thì chúng ta đang chưa có thêm cái cơ hội nào nó ngon ăn hơn. Phút thứ 60 rồi, một trận đấu này hơi nhạt nhá. Đấu này là đang hơi nhạt này. Rory. Không được. Antoine Griezmann thì vẫn sẽ có những cái điểm yếu anh em ạ. Điểm yếu mà mình thấy là lớn nhất đó chính là khả năng thăng bằng không được cao, cũng như là cái tỷ đề. Ôi trời ơi, ta thua luôn rồi kìa. Đây là những cái nhân sự mới mình thay vào để chúng ta đổi mới hàng công anh em ạ. Thực sự là đang rất khoai tây ở thời điểm này. Chúng ta đang tự nhiên bị đội bạn gỡ hòa ở phút thi đấu thứ 71. Không đùa được nha. Cả tối qua đã thua bết nhè rồi. Thế nhưng sáng nay lại thua nữa thì lại khổ. Để lại. Robertson. Tốt, cắt bóng tốt. Chặt chiêu nào. Đấy rồi, lắc kia, lắc kia. Đường cho khe không được. Tối qua mình chơi nó còn trôi bóng kinh khủng anh em ạ. Sáng nay thì đỡ rồi. Mới cập nhật xong mình thấy rằng là khá nhiều anh em phản ánh rằng là bóng đang rất trôi, cũng như là hôm qua đăng nhập các thứ cũng lag khá nhiều. Đây là Bukayo Saka. Đường chuyền của Saka dành cho Ronaldo. Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị và ngay lập tức lên tiếng một bàn thắng bằng đầu. Một đường chuyền như đặt dành cho Ronaldo. Và mình thấy rằng là sau cái buổi cập nhật ngày hôm qua, mình đang thấy chơi đánh đầu đã dễ hơn rồi anh em ạ. Chơi đánh đầu đang khá là hiệu quả ở thời điểm này. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm qua chúng ta có những cái cập nhật mới, chúng ta có cái chỉnh tùy chọn cá nhân cho các cầu thủ, khiến cho các tiền đạo của anh em nhiều trận đấu bị kèm chặt hơn. Những cái tình huống chọc khe để lướt đi nó sẽ khó hơn, cho nên là bây giờ anh em đẩy ra cánh nó sẽ thoáng hơn đấy anh em ạ. Cho nên là mình không nghi rằng là mấy nữa anh em lại mê tà tạt quay trở lại anh em ơi. Camavinga không được. Trận đấu này thì mình đá Antoine Griezmann ở vị trí SS thì cảm nhận của mình là thấy cũng hay, nhưng mà nó chưa thực sự là xuất sắc. Và mình thấy A mà F mới là cái vị trí chân ái. Đường truyền dành cho Mbappe. Đây là tốc độ của Mbappe, ở trong có Ronaldo. Đây rồi, một đường truyền thiên tài của Antoine Griezmann. Một quả vỉa quá xuất sắc dành cho Kylian Mbappe. Và đội bạn đã kéo thủ môn ra thì cơ hội dành cho Ronaldo là rất lớn. Và tỷ số là 3-1. Thực sự khi anh bảy vào sân, thế trận đã thay đổi. Và Griezmann với đường truyền thực sự thiên tài, chúng ta đã có bàn thắng thứ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trận thi đấu thứ 2, trận đấu mà mình đá Antoine Griezmann ở vị trí A mà F. Nhưng mà trong cái sơ đồ này, hai vị trí tiền vệ công nó sẽ hơi song song nhau một chút. Như thế thì mình sẽ thấy rằng là Antoine Griezmann sẽ hay hơn, đá lệch bên phải. Một là chúng ta sẽ giặt biên, tung những cú tạt. Hai là chúng ta sẽ từ biên và từ khu vực gọi là gần biên thôi, ngoặt vào và dứt điểm. Kìa, ngu rồi, trời đất ơi. Cũng chưa luôn, tối qua mình ngu bao nhiêu quả như thế rồi. Cứ chọc khe trong vòng cấm rồi, chịu luôn đấy. Rồi là một tình huống rất kỹ thuật của Griezmann. Kìa, không được. The Brainer, cắt bóng tốt đến từ Rory. Đưa bóng lên phía trên là chúng ta cần tìm kiếm bàn gỡ ngay lập tức. Bóng lên chân của Antoine Griezmann. Quá người một lần nữa, Antoine Griezmann và Griezmann. Một bàn thắng siêu phẩm của Antoine Griezmann. Nhận bóng từ khu vực rất xa khung thành, dê bóng qua người rồi tung được cú dứt điểm trái phá. Trời đất ơi, hãy nhìn cái cách mà Beckenbauer một lần nữa bị loại bỏ. Và Griezmann thì quá xuất sắc ở tình huống này rồi. Na Đại Bắc thực sự quá hay. Mình thấy rằng là những tình huống sút xa của Antoine Griezmann ở phiên bản này thực sự đáng sợ hơn là những tình huống cứa lòng đây anh em ạ. Mình thấy rằng sút xa đang hiệu quả hơn ở Griezmann. Rodrigo. Thế bên là Brainer, không được. Đội bạn cũng phản công nhanh lắm cơ. Nào, truyền cao lên nào. Ôi ơi. Ok, thôi xong rồi. Ôi giời ơi. Ngu rồi. Hai bàn thua và cả hai bàn ngu. Chịu luôn. Cày thế nhở. Griezmann có bóng này. Dê tiếp này. Đáp tắt bàn thuận Griezmann. Đội bạn ghi bàn và ngay lập tức chúng ta đáp trả với một tình huống phối hợp ngay từ chấm giao bóng. Và hãy nhìn cái cách mà Antoine Griezmann nhận bóng, đi bóng và rồi dứt điểm. Nó là quá xuất sắc. Lần này là chân phải. Saliba như trò hề trong tình huống này. Trời đất ơi, cú Na Đại Bác quá căng của Antoine Griezmann. 10 điểm. Và đó là cú đúp
của tiền vệ công người Pháp. Đường chọc khe lại một lần nữa hướng đến Rodrigo. Làm gì đây? Không được. Đội bạn có cái bài giao bóng khá là khó chịu. Đẩy bóng rất nhanh ra cánh và rồi ngoặt vào. Tốc độ rất nhanh và Antoine Griezmann đang di chuyển. Khả năng di chuyển là cái điểm mạnh rất lớn của Griezmann anh em ạ. Rất năng nổ cũng như là di chuyển rất khôn luôn. Griezmann hay quá. Cú tạt bóng vào trong dành cho Ronaldo. Nguy hiểm không vào. Rất đáng tiếc. Tuyến hai lại có Griezmann này, chọn vị trí rất hay nhưng mà không được rồi. Đáp tắt quả hơi ngu. Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm đến từ Griezmann. Di chuyển rất linh hoạt. Đường chọc khe. Không được. Anh em cứ bảo rằng là nhìn chỉ số Griezmann chạy chậm nhưng mà mình thấy rằng là di chuyển ngon lắm anh em ạ. Mượt thực sự luôn. Đây là Griezmann, đường chọc khe vẫn không được. Nói chung là mình thấy rằng Griezmann di chuyển không bóng hay. Tốt, chọn vị trí hay, dứt điểm tốt. Nói chung là ngon mà anh em. Ngon ngon. Anh em nào mà có coi thì đang phân vân thì cứ quất thôi. Hoặc là anh em nào mà phân vân quá thì lại quất cả hai cũng được, đều ngon cả. Còn về mấy cái pack bồ Brazil hay là tuyển Anh ấy thì hai cái bốc mà Thổ Nhĩ Kỳ hay là Brazil này anh em bỏ qua đi, mua làm gì cho nó tốn coi ra. Còn cái bốc tuyển Anh thì anh em cũng nên cân nhắc anh em nhá. Mua bốc tuyển bồ mình sẽ thấy ngon hơn khi mà chúng ta có anh 7, có layout, có Ruben Dias. Mặc dù là hôm qua mình có nhầm là Ronaldo thì cũng chỉ mắc là 99 thôi, mình xin lỗi anh em, hôm qua mình bảo là 100. Nhưng mà Ronaldo mắc 99 nhưng mà vị trí của PP chỉ số rất ngon này, Ruben Dias cũng rất ngon. Rồi thì layout nữa, ISO speed thì thôi, chạy cực ngon rồi. Và ý kiến cá nhân của mình thì bốc tuyển Anh sẽ đứng sau cái sự ưu tiên dành cho bốc Bồ Đào Nha anh em nhé. Và mình sẽ có sớm cho anh em video về bốc Bồ Đào Nha thôi anh em ơi, mình đã trải nghiệm rồi. Và ngày mai chúng ta sẽ có video về bốc Bồ Đào Nha. Ok anh em nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này. Saliba tốt. Chúng ta chỉ còn một bàn thắng nữa là Antoine Griezmann có thể có cú hat-trick. Để rồi đường truyền ra ngoài cánh dành cho Saka. Tốc độ Saka chắc chắn là một cú tạt rồi. Ở trong có Ronaldo, không được. Ronaldo pha đó là chọn vị trí là không tốt cho mấy. Griezmann, ngoài cánh thoáng chưa này, Messi. Griezmann đang di chuyển. Ui, Beckham vừa bắt bài rồi. Thực ra pha đấy chuyện ngu cơ. Cứ ham hố hố chuyển cho Griezmann, cuối cùng là bị bắt bài. Đây là Griezmann. Griezmann đáp tắt vào Griezmann. Trời ơi, nó sút kìa. Cú sút quá căng khiến thủ thành đội bạn không thể nào ôm dính bóng. Mặc dù khoảng cách cũng là xa đấy nhá. Rồi lại dồn bóng cho Griezmann này, khoảng trống thoáng chưa, Griezmann không vào. Ây da. Hai cú sút như nhau. Chúng ta vẫn chưa có bàn thắng cả, chúng ta đang hơi vội vàng. Hơi vội vàng khi mà chúng ta đang dứt điểm quá xa anh em ạ. Tỷ lệ ăn bàn thì nó sẽ cũng thấp thôi. Xuống cánh, ui De Ligt dâng cao thế, De Ligt đá đầu đây. Ui sợ, quả đấy De Ligt đội bạn lên tận đấy nhỉ. Để Declan Rice và cú sút thẳng dành cho Neuer. Để bóng lên. Declan Rice. Đường chọc khe cho Griezmann. Nối bóng rất hay. Đây là Messi. Lớn này Messi. Đá bật tắt vào trong. Không được. Vẫn còn Messi. Fake shot rồi. Ngu rồi. Một video mà toàn ngu thôi. Griezmann khoảng trống. Và lại là một cú sút xa. Vẫn còn vào Neymar. Không vào. Nhưng cũng việt vị rồi. Ui Griezmann. Hoàn thiện cú sút thực sự hay anh em ạ. Ơ kìa, cái gì đây? Ok, đây rồi, chúng ta có cơ hội. Ơi không được. Vẫn còn là Messi. Các bạn đã có một thoáng lờ đờ. Ôi oải sau giờ trưa anh em ạ, cần ngay wake up 247 thôi. Ôi hai bàn thắng cuối thì không nói làm gì anh em ơi. Chúng ta thắng 4-2 nhưng mà thực sự đây là một trận đấu ngang tài ngang sức anh em ạ. Cả hai công rất đều và mình nghĩ rằng tỷ số 2 đều là đẹp nhất cho trận thi đấu này rồi. Và Antoine Griezmann rất xuất sắc với hai tình huống siêu phẩm. Và có lẽ bây giờ mình xin kết thúc video ở đây thôi. Anh em có nhu cầu nằm coi thì liên hệ mình qua fanpage nhá. Còn bây giờ thì bye bye.